hello, xin chào tất cả các cô, chú, anh, chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các cô, chú, anh, chị và các bạn trên kênh của ba Michael. Cao năng ở mặt đây là đường Trương Công Định nè. Ngay đây là cái rạp, cái chợ, đây là cái rạp hát Hòa Bình. Khu này người ta gọi là khu Hòa Bình nha bác. Sáng hôm nay thì con lại tiếp tục dẫn các bác đi dạo thành phố Đà Lạt. Thì bây giờ cậu tụi con đang trên đường để ra cái nhà ga chạy mát để cho ba mẹ con đi đi tàu lửa, đúng rồi, đi tàu lửa về ga Đà Lạt. Đáng lý là đi từ ga Đà Lạt đi, nhưng mà ga Đà Lạt bây giờ trễ tuyến rồi bác, giờ mình phải chạy ra tới ga chạy mát, là từ chạy mát mình đi về lại ga Đà Lạt. Thì theo lịch trình con coi là 9:15 là sẽ ga tàu nó sẽ chạy, cho nên mình phải cố gắng mình chạy ra đó cho trong thời gian sớm nhất. Rồi ở đây là bùng binh Hồ Xuân Hương nữa bác. Rồi bên tay phải hôm nay là bến xe Đà Lạt nữa bác, bến xe cũ Đà Lạt á. Còn bên đây là Hồ Xuân Hương. Con đường dòng này là con đường Trần Quốc Hoản. Con quẹo phải qua đây coi có còn xăng không William ơi. Ok, bên đây có tiệm bánh Liên Hoa nữa nè. Tiệm bánh Liên Hoa này được xây dựng được có từ năm 1987 rồi bác. Con đường con đang đi là con đường Lê Đại Hành. Phải nói rằng là mình đi lên Đà Lạt là đường đèo dốc dữ lắm. Rồi trước mặt các bác đó là nhà thờ con gà đó. Đó trên đỉnh tháp có một cái con gà đang đứng đó bác. Đỉnh thánh giá. Thì cái nhà thờ Đức Bà này ở quanh cái nhà thờ, đây là nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt nè bác. Thì chỉ có mở cửa là đúng vào cái ngày mà hôm thứ Bảy với hôm Chủ Nhật là con đi, con thấy các ga làm lễ là được mở cửa cái gian cung thánh thôi. Rồi bây giờ là mấy ngày thường là chỉ có đi tham quan bên ngoài. Đấy. Nhà thờ Đà Lạt đẹp lắm. Còn bên tay trái con đây là Viễn Thông Đà Lạt, Lâm Đồng nè. Hồi xưa đó là Bưu điện Đà Lạt nè bác. Ở đây gọi là Bưu điện Đà Lạt. Đây là khách sạn Du Bắc nè. Bên đây đường Nhà Chung nè. Du Bắc Hotel Đà Lạt. Rồi cái tòa nhà Nam Á này bác. Trên cái tầng 1 này nè, hồi xưa là nhà Văn Nhất Linh từng ở đây nè. Mở cửa sổ rồi. Ở đây có cái cây xăng dầu. 2% đủ rồi con. Rồi con đang đi trên con đường này là con đường Trần Phú. Xin thưa các bác á, con đường này hồi xưa trước năm 1975 á, hồi xưa đó nó tên là con đường Dệt Xin. Dệt Xin này mà tiếng mà tập tên đúng tên tiếng Pháp á, gọi là Dệt Xin. Yes, son. Rồi bên tay phải đây là Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nè. Bên đây là hầu như là các cơ quan hành chính lớn của lên tỉnh Lâm Đồng luôn đó bác. Bên phải còn đây nè có một cái tòa nhà nè bác. Hồi xưa đây là cũng là
tòa hành chánh gì tự nhiên quên rồi ta, con tự nhiên con quên cái tên của tỉnh Lâm Đồng này hồi xưa trước năm 75 rồi, các bác nhắc giúp con cái. Thì tòa hành chánh này nó cũng là tòa hành chánh thị xã Đà Lạt luôn nha bác, hồi xưa là thị xã Đà Lạt, tự nhiên con quên cái tên của Đà Lạt hồi xưa rồi bác. Rồi đây là cái Sương Mai nè bác, nhà hàng Sương Mai. Xin thưa bác, hồi xưa đây đó là cây xăng Kim Cúc, ở đây người ta gọi là ngã tư Kim Cúc. Con đường mình quẹo tay phải này là mình về quốc lộ 20 nè ơi, quốc lộ mấy cũng quên luôn rồi. Con đường này bên tay phải là mình đi về Sài Gòn đó bác. Còn con đường này là con đường Vinh 2 nè. Đây, đây là Vinh 2 nè bác. Vinh 2 này hồi xưa thời Đệ Nhất Cộng Hòa là giao cho ông Ngô Đình Nhu. Nhưng mà ông Nhu thì ông không ở đây, cho nên ông giao lại cho tướng Trần Văn Đôn. Rồi đến thời Đệ Nhị á, thì nơi đây á, thì được trở thành là nơi nghỉ mát của ông Kỳ. Bên tay trái là có đài phát thanh tỉnh Lâm Đồng nè ha. Rồi bây giờ mình đi, quên nữa, con tính vô Vinh 2. Nhưng mà xin thưa bác á là giờ con phải chạy lên ga chạy mát chứ không thôi là lát nữa nó không có kịp giờ. Con nói đi. Cái này quá kỳ quá, nó kỳ quá. Kỳ vậy, đâu có gì kỳ dữ vậy. À. Thì con, con đường này hình như là con đường Trần Hưng Đạo nè. Kỳ quá. Rồi kỳ quá. Ở đây có nhiều cái biệt thự lắm nha bác. Hồi đó lúc năm 91 thì con cũng từng lên đây ở một căn biệt thự trên này nè, mà giờ con không nhớ cái đoạn nào. Hồi xưa năm 91 lên Đà Lạt lạnh lắm, chứ không có dạy không có dám mặc xà lỏng như bây giờ đâu. Bây giờ là Đà Lạt hết nó bớt lạnh rồi bác. Chứ hồi đó lên Đà Lạt lạnh lắm. Bên tay trái con này nè, có nhiều căn biệt thự lắm nha. Đâu tay trái đâu? Mình bên tay trái nè. Con đường này là đường Trần Hưng Đạo. Hình như nó vẫn là quốc lộ 20 hay sao á, con không nhớ rõ nữa. Đó, Vin Villa nè. Mấy cái quán cà phê mà săn mây mây gì đó mẹ cũng nằm bên đây nè. Đó, bên tay trái nhiều căn biệt thự đẹp lắm đó bác. Đà Lạt Castella. Bên phải cũng là những cái biệt thự nè, cũng có resort cho thuê nè. Đó, nói chung là dọc con đường này là con đường biệt thự nha bác. Đó, dọc con đường này là những cái con đường biệt thự. Biệt thự cổ luôn á. Hầu như là toàn là biệt thự cổ. Xây từ thời Pháp luôn. Đúng rồi, đây là nơi nghỉ dưỡng của người Pháp mà. Mày phải nói là phải cảm ơn cái ông Alexander Yersin đó, Yersin chứ. Alexander Yersin. Đó, ga chạy mát còn 6 cây rưỡi nè bác. Con đường bên phải là con đường Khe Sanh. Giờ con sẽ lên ga chạy mát trước nha. Con đường Khe Sanh này là tụi ông Cúc nó thường hay lên đây nó ở nè. Từ đây mà nếu mà mình muốn đi Cầu Đất á bác, là mình phải đi thêm 20 cây nữa. À, không biết nữa. Ở bên tay phải hôm nay là Bảo tàng Lâm Đồng nè bác. À, đây là Bảo tàng Lâm Đồng. Bảo tàng Lâm Đồng này là hình như là hồi xưa á. Để con nhớ coi. À, hồi đó xưa đó bác, thì nơi đây là dinh của ông Nguyễn Hữu Hào á bác.
đó là cha mẹ của bà hoàng hậu Nam Phương á đó. Đó, đây là cái lăng của ổng nè, ở với dinh, cái dinh của ổng đó. Đó, ở đây hầu như toàn là biệt thự không á, các bác thấy không? Cái lăng là nằm ngay chỗ thác Cam Ly á. Rồi ở đây là dinh một Đà Lạt nè bác, cũng là cái dinh của ông vua Bảo Đại luôn. Nhưng mà trong ba cái dinh thì cái dinh của dinh ba đó là đẹp nhất. À, đây là dinh một Bảo Đại ha. Giờ dinh một bây giờ cho thuê luôn hả ta? Ở vậy bữa nào mình vô đây mình ở thử một đêm đi, mình làm vua. Lần sau đi, lần sau lên cái ba đặt cái kinh Palat này ở. Mình thử làm vua một ngày thử coi. Bên đây phải con, đây là trường trung học cơ sở Phan Chu Trinh. Cái trường Phan Chu Trinh này bác, hình như là hồi xưa nó cũng là, hình như là nó là cái gì đó ta, nó là một cái trường đầu tiên mà của, nó là một trong những cái trường mà của trường Bùi Thị Xuân đó bác. Hả? Trường Bùi Thị Xuân á. Ghen miếng sợi gà. Phòng Cảnh sát Giao thông Lâm Đồng. Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh Lâm Đồng. Đây như là gã ba chạy mát rồi phải không ta? Con đường qua đây là con đường Hùng Vương rồi bác. Bác để con dần tí để con hỏi ông giáo sư Google cái. Giờ mình đi tiếp 9 phút nữa là mình sẽ tới ga chạy mát. Con đang đi trên con đường này là đường Hùng Vương. Ở đây thuộc về phường 9, thành phố Đà Lạt. Hả? Đó là ngày 1 tháng 6 á. Mà nó ăn cái trường con á. Cái trường con là ăn ngon nhất luôn á. Vậy hả? Ăn cái dài dài luôn. Lớp con sao? Lớp con luôn.
Rồi qua đây con đường này vẫn là đường Hùng Vương, số 88 đường Hùng Vương. Con đang đi hướng này, hướng đi về Trại Mát. Ở bên tay phải là chùa Phước Huệ nè. Wow, nhìn bên kia đẹp ghê không? Chúng ta đang đi lên đồi cao á. À, mình đang đi lên đồi cao. Ở trên đây có mấy cái quán cà phê đẹp lắm đó nha mẹ. Mình qua tới đây là thuộc về phường 11 rồi. Đó, có những cái căn nhà thấp thoáng ở trong rừng thông. Đó, chúng ta đang đi giữa rừng thông nè, bác trời nó lạnh ghê luôn á. Nơi nào mà có cây cối nhiều là nơi đó nó lạnh lắm. Hồi xưa Đà Lạt nó cũng lạnh giống vậy nè bác. Ồ nó lạnh mà nó ú cái nè. Đó thì nơi nào mà có rừng thông nhiều là nơi đó ok. Con chụp cái mũ lại coi. Lạnh muốn chết luôn hả? Nãy giờ tại vì đang đi trong giữa rừng thông á. Đó chỉ có những cái nơi này là bắt đầu vẫn còn giữ lại những cái nét hoang sơ của Đà Lạt nè bác. À, ở tới đây là bắt đầu con mới thấy là giống như Đà Lạt năm xưa nè. Không. Cho nên các cô chú bác mà muốn tìm về Đà Lạt á, thì đừng có vô trung tâm thành phố nha. À, đừng có vô trung tâm thành phố Đà Lạt. Các bác đi ra cái vùng ven ven này nè, trên núi, trên đồi nè. Xin hứa bác y chang như Đà Lạt năm xưa vậy đó, không khác gì hết. Ồ, nó lạnh mà cây cối nhiều lắm. Đó. Lạnh chứ. À. Tại vì con là siêu nhân rồi. Hôm nay ba cho hai đứa đi xe lửa ha. Không biết nữa nè, không biết hy vọng tới kịp giờ tàu chạy. Ba chỉ sợ là vắng quá nó không chạy. Con đường bên phải là đường Lâm Văn Thạnh nè. Cái Trại Mát là nó nằm ở trên đồi cao nha bác. Đó, chúng ta đang đi lên cao nè. Điện hết lạnh rồi. Đó. 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 Con thấy không? Đầu tháng mình đi Đà Lạt ha. Cuối tháng ba cho hai đứa đi Phú Quốc. Đi máy bay cho biết ha. Trời ơi, nhìn bên tay trái view Lam. Ui. Thấy Đà Lạt chưa? Thấy nhìn thấy thành phố Đà Lạt chưa? Đẹp không? Đáng nhìn luôn. Đó, trên đây người ta đi rồi. Bên kia nó cao hơn coi. Đó, thấy chưa? Nó xì rồi, thấy chưa? Lạnh rồi đó. Đó các bác ơi,
Có bác mà đi Đà Lạt mà bác muốn kiếm được cái không khí Đà Lạt hay là một cái cảm giác năm xưa của Đà Lạt năm xưa đó, thì xin hứa bác hãy đi về những cái vùng như thế này nè. Câu nói thiệt, nó lạnh mà nó lạnh thấy bà cố luôn á. Nhiệt độ ở đây là con đoán chừng tầm khoảng 16 độ à, ngay trên đỉnh à. 15, 16 độ gì đó bác, ngay đây nè. Rồi đây là cái dốc này người ta gọi là dốc sương mờ nha bác. Đúng rồi, mình đi lên chùa Linh Phước gì đó. Đây là dốc sương mờ nè. Rồi, nếu mà con quẹo tay phải đây, con sẽ một cây số con sẽ vô chùa Linh Phước nè. Bây giờ mình đi về ga Trại Mát rồi mình đi đâu? Con quẹo phải nha. Ở đây là cái ngã ba này nè, con biết ngã ba gì nè, đường Huỳnh Tấn Phát. À, quẹo phải này vô chùa Linh Phước rồi bác. À, vườn dâu ở trong đây luôn nè. À, con đường này đường quốc lộ 20. Con đường này đường Tự Phước. Nhưng mà xin thưa bác, để con dừng lại tí chúng thôi là trễ giờ ra. Rồi, đi tiếp. Rồi, con đang đi trên con đường này là đường quốc lộ 20 nè bác. Chúng ta đang đi hướng về ga Chạy Mát. À, bên tay trái con đây là chợ nông sản Đà Lạt nè bác. À, nó giống như ở trên con là chợ Bình Điền hay chợ Hóc Môn hay chợ Thủ Đức á. À, đây là chợ nông sản Đà Lạt. Đà Rang. Mình đi hướng này mình sẽ đi về Đà Rang. Ở bên kia kìa, bên tay phải con của bác sẽ thấy một cái giống như một cái đạo cao đài á bác. Vậy là cái ngã ba nãy người ta gọi là ngã ba Chạy Mát á. Hồi nãy con nhìn bên tay phải con thấy thấp thoáng xa có một cái ngôi chùa và một cái giống như đạo cao đài vậy đó. À, bên đây là trường tiểu học Chạy Mát nè. À, chúng ta đang tới Chạy Mát rồi đây. Đây gửi xe nè, hình như đây con đường này thì dẫn vô chùa Linh Phước nè bác. Đó, chùa Linh Phước đó, con đường đó. Rồi bên đây là chợ Chạy Mát nè. À, nhà ga khác, nhà ga Chạy Mát đi lên chút xíu nữa. Đây 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 đây, nhà ga Chạy Mát nè. Đó, cái đường này xe lửa nè, thấy không? Nè, Đà Lạt Chạy Mát nè, nó tới đây nè. Bây giờ sao ta? Ra gì đâu, không thấy xe lửa đâu hết vậy. Vô hỏi coi. À, đây là nhà ga Chạy Mát. Đó, Đà Lạt Chạy Mát là đi lên tới đây nè.
tới ngay cái chùa luôn. Con đường này đường Tự Phước, cấm hợp chợ. Đây ra chạy mát. À, mày vô mày hỏi coi, mày tàu có chạy không? Rồi lần sau đó mình lên Đà Lạt mình đi. Xin thưa bác, ra chạy mát hôm nay có lẽ là ít khách du lịch quá cho nên nó không có chạy. Nó gọi là không có đủ sơ hội đó bác. Đó, cho nên ra tàu hôm nay không có chạy. Rồi bây giờ con chở các bác qua một cái thánh Thức Đa Phước ở gần đây nè. Đó, ra chạy mát ở đây. Rồi bên tay phải con này có một cái đạo cao đài rất là bự nè bác. Con đường nào đi vô ta? Mày nhìn bên tay phải thấy có cái cổng nói ba nha. Phải không ta? Đây 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 đây. Có cổng bự ơi, thiệt bự nè. Đó. À, cao đài. Cái đạo cái thánh thất này là được xây dựng vào năm 1945 nha ba. Thánh thất lớn nhất ở Đà Lạt. Sợ hái dâu không kịp á. Ồ, quá trời không. À, đây nè. Đây là cái cổng chính nè bác. Thánh Thất Đà Lạt. À, họ đạo thành phố Đà Lạt nha bác. Ba, cái này từ 2017 rồi. À, 2017 là ta trùng tu lại cơ. À, cái nhà chùa này làm từ năm 2017. À, cái này là tòa thánh Tây Ninh. Để đến rằm tháng 8 đi. À, ba dẫn cả nhà coi nếu có được ba dẫn cả nhà lên Tây Ninh chơi. Đi lên cái tòa thánh Tây Ninh. Điện thờ Phật Mẫu nè bên tay phải con á. Cái tháp đó là điện thờ Phật Mẫu á bác. À. Nằm trên đồi cao ha. Đây là Thánh Thất Đà Lạt. Được xây dựng từ năm 1945. Giờ mình sẽ qua chùa Linh Phước nha bác. Thì xin thưa bác á, là mấy cái nơi này thì con đã đi vô rồi. Bây giờ thì không có còn thời gian nữa cho nên chắc có lẽ thì con sẽ lấy video cũ cho các bác xem bên trong. Nếu mà các bác muốn thì con sẽ đem lại những cái video bên trong cho bác xem. Tại vì thực chất thì bên trong nó cũng vậy à, nó không khác gì đâu. Rồi bây giờ vô chùa Linh Phước.
rồi, kéo coi. Rồi giờ con mời các bác đi vô chùa Linh Phước nha. Chùa Linh Phước này thì bên trong con quay rồi, cho nên bây giờ con không quay bên trong. À, chủ yếu là con vô con cho mấy mẹ con nó lạy Phật. Lạy Phật rồi đi tàu lửa nha. Tàu lửa không có kịp, hôm nay là nó ế quá nó không có chạy. Rồi giờ má chạy qua bên kia cho con luôn. Nó có chạy thì mình đi. Đây, mình tới đây, mình tới chùa là mình phải vô chùa. Đây, đây là ngôi chùa Linh Phước. Hay còn được gọi là đó là chùa Ve Chai. Thì trong tất cả cho chùa này là con quay rất là kỹ bên trong luôn. Thì có lẽ là con sẽ lấy cái video cũ con quay cho bác xem. Rồi ba đứng đây đi. Rồi. À, mấy mẹ con vô đi. À, đây là cảnh nữa. Xe bán tải chạy xuống đi cũng được. Đâu cái xe bán tải chạy xuống ở dưới động luôn kìa. À, quá trời. Ở đây ra vô rất là phức tạp. À. Bây giờ con phải kiếm cái chỗ nào đó con đứng. Chùm hôm à đây, còn đứng bên hai ông này đi. Tôi đã nói rồi, quý vị hướng dẫn cho khách lên xe đầy đủ rồi chạy ra một lần thôi à. Cái xe mà họ vào đó là tôi chặn tôi buộc phải mở đường dưới á. Vừa đường dưới là đi ra không được, quý vị thông cảm. Rồi xin thưa bác con mờ mới đọc cái giờ hồi rồi. Của bác Hoàng nè. Ba Michael kính mến. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ba Michael đã chia sẻ nhiều video rất hay cho đồng bào trong nước và những như nước ngoài. À, trong chuyến đi du lịch Đà Lạt, xin ba Michael có cơ hội gì đó giới thiệu ngành dưỡng lão. Ngành dưỡng lão gì nè. Có ai gọi đây? Thì mới có đại lý Đà Lạt. Cái sườn xe đó, nó check in nó đáp lại quá. Thì bác đang có hai vấn đề này để con đọc nhanh luôn đi ha. Phí tốn ở viện dưỡng lão bao gồm ăn ở và tất cả chi phí khác mỗi tháng là bao nhiêu? Thứ hai, Đà Lạt có bệnh viện quốc tế hay không? Rồi ok. Thì để con xin trả lời với bác luôn. Ngày hôm qua con có đi trên con đường Triệu Việt Vương á, các bác có nhớ không? Thì xin thưa bác á, hôm nay là con có coi được cái bảng giá của nó luôn. Thì để con đọc, đáng lý là con quay, nhưng mà thôi bây giờ hết thời gian rồi. Thì xin thưa bác á, là tối quá. Rồi, thì đây là cái bảng giá mà con mới có nhất nè. Chăm sóc theo ngày, không qua đêm thì 300 ngàn một người. Chăm sóc theo ngày mà nếu mà ở qua đêm luôn á, thì xin thưa bác á, chọn gói luôn á, là bao gồm ăn uống luôn á. Thì 600 ngàn một người một ngày. Như vậy là các bác mà về Đà Lạt mà các bác mà cứ cứ muốn tìm hiểu hay là muốn muốn biết cái gì đó thì các bác cứ biết đi, ở Đà Lạt thì viện dưỡng lão Đà Lạt sẽ nhận chăm sóc các bác hưu dưỡng hay là gì đó, thì cứ một ngày là bao gồm cả chi phí ăn uống luôn. Ăn uống, ngủ nghỉ hay là nói chung là tất tần tật. Bao gồm ăn uống tất tần tật luôn thì là 600 ngàn một ngày. Là tương đương khoảng gần $30 một ngày. Đó thì đây là một số chi phí con xin liệt kê ha. Thì trong 600 ngàn đó thì nó sẽ gồm cái bao gồm như thế này đây. Tiền ăn á, thì sẽ bao gồm sẽ ăn sáng. Ăn sáng thì 30 ngàn, ăn trưa 40 ngàn, ăn giữa buổi 10 ngàn, ăn tối 40 ngàn. Như vậy là một bao gồm là bốn phần ăn nha cho một ngày. Rồi đưa đón thì 50 ngàn một người, tức có nghĩa rằng là các bác người ta sẽ đưa tới đón tận nơi cho các bác, là trải các bác về chỗ cũ luôn như là sân bay hay gì đó thì 50 ngàn. Rồi
phí ở thêm 50.000 một giờ. Đó là chăm sóc theo ngày ha bác. Còn như có trường hợp thì các bác nói là vậy tôi muốn ở theo tháng được không? Xin thưa các bác, ở theo tháng vẫn được nha bác. Thì nếu mà các bác mà về ở chơi theo tháng á, thì cứ một tháng, người cao tuổi mà nếu mà các bác tự chăm sóc được bản thân của mình á, thì 10 triệu người một tháng. Nha. Có nghĩa là bác tự lo đó, có nghĩa ăn uống gì đó, nói chung là bác phải tự lo như một người bình thường á, thì 10 triệu một tháng. Nhưng mà đối với các bác mà không có tự chăm sóc được bản thân của mình á, thì xin thưa quá khác. Thì nó sẽ bao gồm nữa là tùy theo cái mức độ bác không có chăm sóc được mình là như thế nào. Nhưng mà tối đa cũng chỉ có 15 triệu thôi, ít nhất là 12 triệu. Nha. Đặc biệt mà nếu mà các cái bác mà bị liệt nha, có nghĩa là nằm liệt giường luôn á, không có làm gì được hết luôn á, thì xin thưa bác á, là một tháng là 18 triệu, thì tương đương với 600.000 một ngày đó. Còn đối với các cô bác mà về đây mà có người thân ở Đà Lạt, thì bác có thể là nhờ những người điều dưỡng họ tới nhà họ chăm sóc cho mình, thì cứ 30 phút á, một lần 30 phút vậy là 100.000. Thì như vậy là rõ ràng hay quá ha. Thì còn trong trường hợp mà nếu mà các bác bệnh á, thì cũng có điều dưỡng đưa các bác đi luôn, giống như người nhà vậy đó. Thì cứ 400.000 người, các bác nhớ ha, cứ 400.000 một người. Còn nếu mà ngày lễ mà đi nguyên một ngày á, thì 700.000 một người. Đó thì đó là chi phí ở đây. Còn bác hỏi con á, là ở Đà Lạt này có bảo hiểm quốc tế hay không? Có nghĩa là không phải bảo hiểm quốc tế mà gọi là gì ta? Bệnh viện quốc tế. Thì xin thưa bác á, đối với con thì bệnh viện quốc tế thì chỉ có ở Sài Gòn thôi bác. Ở Đà Lạt này thì chỉ có một cái là bệnh viện tỉnh Lâm Đồng á. Đó. Thì đó là bệnh viện trong những bệnh viện tốt nhất ở Đà Lạt, đó là bệnh viện tỉnh Lâm Đồng. Còn ngoài ra thì con thấy là nếu mà theo chuẩn quốc tế thì chắc chỉ có Sài Gòn mới có thôi, hoặc là các thành phố lớn á, nơi đó có khách du lịch nhiều thì người ta mới đưa, với lại cái mức độ nữa. Còn cái cuộc sống người dân ở Đà Lạt như thế này nè, họ bệnh cái họ đi về Sài Gòn hết à, ít khi nào mà họ ở Đà Lạt họ chăm sóc lắm. Cho nên nếu mà họ mở ra bệnh viện quốc tế thì xin thưa bác, thì cái mức độ mà họ thu hồi lại á, nó cũng không cao. Thành thử con nghĩ chắc họ cũng không có làm đâu. Thì đó là sơ bộ con xin chia sẻ cho các cô chú bác chị Kiều ở nước ngoài muốn về hưu, hưu dưỡng mà muốn nghỉ ngơi ở Việt Nam đó, các bác không cần cái gì hết đó, cứ về đây thì tối đa thì con thấy là 600.000 một ngày. Còn nếu mà các bác tính ở theo tháng á, thì sẽ là 18 triệu. Đó là đối với các cô bác liệt giường đó nha, chứ còn mà bình thường mà các bác mà không có bị liệt giường mà vẫn còn đi đứng bình thường được á, thì xin thưa các bác thì nó chỉ có 10 triệu thôi. Còn đây nè, trong đây nè nó có nhiều cái thứ hấp dẫn lắm, các bác có muốn xem không? Các bác mà muốn xem các bác comment đi, con sẽ cho các bác xem ở trong đây. Có nhiều cái bí ẩn lắm, cái bàn xoay nè ha, rồi có một cái thau nước nữa nè của công chúa nữa. Con có quay phim nhưng mà cái phim này thì phim cũ thôi, còn bây giờ thì vô đây chắc các bác không thấy đâu. Thì nếu mà các bác mà muốn xem phim này thì các bác comment, tại vì phim này là phim cũ rồi. Con quay thì cũng cách đây 1-2 năm gì thôi chứ không phải cũ lắm đâu. Nhưng mà con có quay mấy cái cảnh nó vui lắm. Thì các bác muốn xem thì các bác cứ comment thì con sẽ đăng cái video đó lên. Tại vì đăng phim cũ con cũng ngại lắm. Thì đây là có những cái kỷ lục, cái chùa này có nhiều cái kỷ lục lắm, cho nên khách du lịch người ta tham quan nhiều lắm các bác. Kìa. Mấy mẹ con nó ra kìa. Rồi thôi, chắc video nó cũng đã dài rồi. Rồi con xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là Ba Michael. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.